Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Luật sư X. Mới đây thì thông tin Vinhome chính thức đặt chân vào lĩnh vực nhà ở xã hội thì đã được ông Phạm Thiếu Hoa, chủ tịch của Vinhome, tiết lộ tại đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp này. Thông tin này thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ xã hội. Bởi với cái kinh nghiệm xây dựng những cái dự án nhà ở chung cư thương mại như hiện nay của Vinhome thì việc mà xây dựng các nhà ở xã hội thì đã hiện thực hóa ước mơ được sở hữu một căn nhà của người lao động. Bên cạnh đó còn góp phần xây dựng một cái môi trường sống ổn định, văn minh nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. Như vậy, điều kiện để mua được nhà ở xã hội của Vinhome là gì? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu. Thứ nhất, nhà ở xã hội là gì? Thì theo quy định của pháp luật, nhà ở xã hội là loại hình nhà ở thuộc thẩm quyền nắm giữ và quản lý của nhà nước hoặc được các doanh nghiệp tư nhân xây dựng để cung cấp những cái chung cư nhà ở giá mềm cho những người thuộc chính sách ưu tiên của xã hội như là công chức nhà nước hay là những người có thu nhập thấp mà chưa có được nhà ở. Với khái niệm này thì luật sư X cũng đã đăng tải một video trước đây. Bạn có thể truy cập vào đường link phía trên này để tìm hiểu thêm về khái niệm nhà ở xã hội cũng như là để trả lời cho câu hỏi có nên mua nhà ở xã hội hay không. Tiếp theo, vậy có nên mua nhà ở xã hội của Vinhome hay không? Thì theo như tư vấn của chúng tôi, nếu bạn thuộc cái đối tượng là hưởng cái chính sách này và có nhu cầu cũng như là điều kiện tài chính để có thể sở hữu một căn nhà ở xã hội của Vinhome thì đây là một dự án mà bạn nên cân nhắc trong thời gian tới. Thứ nhất là cái dự án này thì được xây dựng theo cái mô hình chung cư khác biệt hơn so với những cái mô hình nhà ở xã hội trước đó, bằng việc là trang bị đầy đủ những cái tiện ích như là khu vui chơi, khu thể thao hay là công viên với cái quy mô thì phù hợp với cái loại hình nhà ở này. Bên cạnh đó thì từ đại diện chủ đầu tư cũng cho biết rằng việc xây dựng nhà ở xã hội của Vinhome thì cũng sẽ được xây dựng theo cái khung giá hợp lý và cái phương án bán ra phù hợp với quy định của pháp luật về loại hình nhà ở xã hội này. Như vậy thì đối tượng nào thì sẽ được phép mua nhà ở xã hội của Vinhome? Thì theo như quy định tại điều 49 luật nhà ở năm 2014 thì hiện nay đang có 9 đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Đó là thứ nhất, đó là người có công với cách mạng. Thứ hai, đó là hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn. Thứ ba, đó là hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Thứ năm, đó là người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Thứ sáu, đó là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân. Thứ bảy là cán bộ, công chức, viên chức. Thứ 8 là các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy chế. Và cuối cùng, thứ 9 là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở hay là đất ở. Như vậy thì điều kiện để sở hữu một căn nhà ở xã hội của Vinhome là gì? Thì theo như quy định tại điều 51 luật nhà ở thì các đối tượng trên phải đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau thì để có thể sở hữu một căn nhà ở xã hội của Vinhome. Thứ nhất, đó là điều kiện về nhà ở. Thì người đó phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hay là chưa được mua hay là thuê cái nhà ở xã hội nào khác hay là chưa được hưởng những cái chính sách ưu đãi về nhà ở hay là đất đai. Thứ hai, đó là điều kiện về cư trú. Thì người muốn mua nhà ở xã hội thì phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh thành và thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Thứ ba, đó là điều kiện về thu nhập. Thì một số các đối tượng như là hộ nghèo, hộ cận nghèo hay là cán bộ, công chức, viên chức thì phải thuộc diện là những người không nộp thuế thu nhập thường xuyên thì mới có đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên thì có những cái đối tượng như là người có công với cách mạng hay là những người đã trả lại nhà công vụ theo đúng quy chế thì sẽ chỉ cần đáp ứng đủ 2 điều kiện, đó là điều kiện về nhà ở và điều kiện về cư trú là có thể sở hữu một căn nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Trên đây là tư vấn của luật sư X về các điều kiện để mua được nhà ở xã hội của Vinhome. Chúc các bạn sẽ có cơ hội để sở hữu một căn nhà ở xã hội đầy đủ tiện ích như thế này trong thời gian tới nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.